Kim Liên, Cao Sơn xin kính chào quý vị. Để mở đầu chương trình hôm nay, Kim Liên xin gửi đến các anh chị một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Thi, được mang tên Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm, với tiếng đàn của nhạc sĩ Cao Sơn. Vào mưa đêm tối, anh gái
Cảm ơn anh chị.